Trước trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 31 vào chiều ngày 18 tháng 5, ban tổ chức đã tiến hành phát vé miễn phí tới tay người hâm mộ. Đã có rất nhiều cổ động viên tới sân từ rất sớm, có người 3 giờ sáng đã xếp hàng. Sau đó, đến khi nắng lên, họ vẫn tiếp tục chịu đựng chờ đợi để có được tấm vé theo dõi hai trận đấu bán kết. 3 giờ sáng, bây giờ được một vé rồi. Đúng 11 giờ đêm. Dẫu vậy, khi ban tổ chức thông báo mỗi người chỉ được một vé vào sân, những người xếp hàng chờ đợi từ rất lâu để có được ít nhất hai vé đi cùng người thân đã tỏ ra không hài lòng. Có cổ động viên còn bức xúc vì cách làm việc của ban tổ chức. Từ 3 giờ, mãi người nhờ sao phát ý cho mỗi người vé vậy. Tôi đưa vào là lấy được rồi. Có thể thông cảm cho quyết định của ban tổ chức trận đấu khi số lượng vé phát ra không đáp ứng được nhu cầu quá lớn từ người hâm mộ. Sức chứa 16.000 chỗ ngồi tại sân Cẩm Phả vẫn còn quá ít so với lượng cổ động viên muốn vào sân. Chiều ngày 18 tháng 5, môn bóng đá nữ diễn ra hai trận bán kết giữa nữ Thái Lan và Philippines lúc 16 giờ. Sau đó lúc 19 giờ, chủ nhà Việt Nam sẽ gặp đối thủ Myanmar. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Cẩm Phả. Truyền hình Bắc Thiên Niên sẽ tổ chức buổi bình luận trực tiếp trước trận đấu với cầu truyền hình kết nối cùng phóng viên Anh Đức ở sân Cẩm Phả. Ý kiến chuyên môn của cả bóng vàng Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Trâm và nhận định từ các nhà báo Nguyễn Nguyên, Huỳnh Sang, Tú Hân.